không, nó cứ loạn hết cả hơi thở, không thể nào tập trung được, làm cho rất là khó chịu. Thì con không biết là làm thế nào, phải thầy xin thầy giúp đỡ. Trong lúc con ngồi như thế này thì tâm con làm sao? Lúc có nhiều lúc thì con ngồi bình thường. Ngay lúc này này tâm con làm sao? Lúc này thì trong người có vẻ hồi hộp. Thì khi có hồi hộp như vậy trong người cô làm sao? Thì trong con vẫn cảm thấy là trong lồng ngực rất là khó chịu. Thì bình thường mình khó chịu trong lồng ngực như vậy, cách của mình bình thường mình sẽ làm sao? Nếu mà bình thường á, mà nếu mà bình thường không để ý đến hơi thở thì hơi thở nó bình thường, nó không, nhưng mà cứ chú tâm vào hơi thở thì nó lại loạn mất. Đúng rồi đó, ý là thầy đang hỏi là trong cái tâm của cô mà nó đang lo lắng, nó đang sợ hãi, đang hồi hộp, giống như cô đang cầm cái mic và cô đang nói với thầy và đại chúng nghe. Dạ. Tự động tâm của mình nó đang không có yên. Vâng, đúng rồi. Vậy thì bình thường cô sẽ làm sao với cái tâm đó? Ý thầy hỏi vậy. Bình thường thì con sẽ ngồi, con sẽ lắng dịu, con nhìn lại vào trong tâm mình để ngồi một lúc thì nó bình yên lại. Dạ, đó là cách đúng rồi đó nha. Khi mà bất kỳ một cái gì nó xuất hiện thì việc của mình là chạy trốn, việc của mình là đổ thừa, việc của mình là kiếm một cái gì đó, chứ không phải mình là tác giả của cái thứ đó. Cái mà vốn nó diễn ra ở trong mình, đó là cách sai lầm. Cách Đức Phật dạy là phản quang tự kỷ bốn phận sự, quay về và nhìn cái cảm thọ đó. Ngay lúc này tâm cô đang hồi hộp, cô hãy ý thức được cái hồi hộp đó đang ở trong cô. Cô tạo ra nó, chứ không phải nó tạo ra cô. Cô có trước và nỗi hồi hộp đó có sau. Vậy nó sinh lên mà mình không mời thì nó sẽ diệt, mà mình không cần đuổi nó đi. Giống như vậy, khi hơi thở của mình mà trục trặc, hơi thở nó biểu hiện ở trong tâm mình á, đang gồng mình để tu, đang lấy cái hơi thở như phương tiện để đạt một cái gì đó ở phía trước. Thành ra cái hơi thở đó nói là hey, tôi không có chủ nhan chị, chị không có biết tôi đang thở thì tôi vẫn thở còn tốt hơn chị biểu tôi thở. Tức là khi nó căng lên là mình nghe cái giọng của nó nói trong tâm là hey, đừng có kiểm soát tôi, bởi vì anh không có quyền, anh không có tạo ra hơi thở này. Lá kia thở oxy, chị thở vô, chị sợ theo hai lá hít vào, một nửa bộ phổi của chị treo lủng lẳng ngoài kia. Chị không có tạo ra oxy, chị không có tạo ra CO2. Sự sống này vận hành qua cái thân của chị. Chị có quyền gì kiểm soát tôi? Và khi chị kiểm soát tôi sẽ lên tiếng nói cho chị biết rằng chị đang làm sai, cho nên cái phản ứng của tôi là chị phải nhận ra. Hiểu chứ đó chứ. Và mình trở về, hay cảm ơn hơi thở đó lên tiếng. Và mình trở về ý thức cái khó chịu đó ở trong lòng. Nó đầy cả bụng, nó mệt cả người, nó căng thẳng cả thân tâm là để cho mình chi? Ôm ấp nó hay kháng cự nó? Người mẹ nghe đứa con khóc ở trên nôi, cách nào để người mẹ chạy tới và ôm đứa con vào lòng mà không cần hỏi lý do gì sao hết? Và đứa con tự động cái hơi ấm của người mẹ làm cho tim đứa con cảm thấy gần gũi giống như hồi xưa trong bụng á. Đứa con đã nghe được cái nhịp đập của người mẹ đầu tiên. Và bây giờ xa cái nôi, ra cái nôi người mẹ hơi đi xa xa một chút, cho nên đứa con nó hơi lạnh cái hơi mẹ. Nó khóc to lên để chi? Mẹ nghe và chạy về ôm ấp. Hiểu chứ? Nên cái cơ thể mà nó căng lên là cái đứa bé thơ trong lòng của mình á, nó cần sự có mặt của mình mà không kháng cự, ôm ấp nó. Cái thân mình đáng thương lắm. Mình dồi nén, mình nhận vô không biết bao nhiêu thứ mà mình làm khổ nó. Và dĩ nhiên nó không biết cách nào nó làm mình khổ. Đã, cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Biết cách làm gì rồi ha. Dạ. Rồi.